Bỏ khóa kéo này vào trong cái nhĩa để dễ dàng luồng dây kéo vào. Nhiều bạn trẻ bị tuột cái khóa này ra ngoài thì đành bó tay vứt bỏ luôn cái áo khoác của mình mặc dù chỉ mới mua được vài ngày. Một mẹo giúp cho các bạn dễ dàng sửa áo và ra vẻ với cờ rút tạo sự thân thiện xong thì tỏ tình thành người yêu luôn.